Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thăm cái trang trại Yun của mình. Thì tụi mình nuôi giun để mà lấy cái nước phân trong thùng giun ấy để mà tưới cây, rồi là lấy đất và lấy giun để mà bón cho cây nữa. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ cắt vài cái lá để tỉa bớt cho mấy cái cây dưa leo này để đem cho tụi giun ăn, để cho cây nó thoáng được luôn. Nếu ai có nuôi giun này á, mà trong nhà mỗi lúc nấu ăn mà có rau củ này nọ gì mà thì thứ gì á, đem cho giun ăn thì được nữa. Tỉa thêm mấy cái lá từ cái gian này cho quán. Mấy hôm nay thời tiết Melbourne thất thường, và hôm nắng uống mấy đồ xong rồi mấy hôm sau đi giảm xuống vẫn còn hai mấy đồ, cho nên là có vài quả có cứng là bị vàng, cho nên để chút nữa mình tỉa luôn cho nó có sức nó ra mấy cái quả mới, chứ để như vậy nó không là lớn được mà. Uộng quả này tiếng ạ. Hả? Tiền luôn. Tiền luôn nha. Tiền nhưng cũng tiếc, nhưng mà thôi kệ, lấy sức cho mấy quả khác. Tại Thank you.
được rồi đấy. Thì giờ mời mọi người đi tham quan thì vườn dún của mình nha. Này giờ hái được một đống này, một đống lá cho từ dún lá. Đây xin giới thiệu với mọi người, đây là cái trang trại dún của mình, người ta gọi là Warm Farm. Thì đây mình mở cho mọi người coi. Ở trong này á là mấy cái lá cây được kiểu mình vắt vào đây này, để cho nó lên ăn này. Bên này làm vậy thì mình có hai cái bố này để cho dung nó sống. Thì trên này á thì nó có là 1, 2, 3 phần tầng, thì thường thường mình để đoán ở trên này, còn là sống ở tầng thứ hai và tầng thứ ba. Còn tầng thứ tư ấy là cái tầng mà nó chứa nước dung ấy, nước phân dung ấy, là mình hay dùng cái này để mà đem ra trộn với nước của hồ cá để mà tưới cây. Đấy thì trên tầng thứ nhất này là ở đây rồi, thì để mình cho một đồ ăn xuống tầng thứ hai nhá. Đây đây là cái trang trại dún của mình này, thì dún nó sẽ sống trong này đó, mọi người thấy không, nhiều lắm. Thì lâu lâu á mình sẽ lấy cái đất ở trong cái này mình đem đi ra bón cây thì nó rất là tốt, nó nhiều dung lắm này. Ok, để bây giờ mình lấy một ít đất ở trong này ra để chúng mình đem đi bón cây nữa. Thì thường thường mình lấy á thì mình sẽ lấy một bên thôi, để bên kia không đóng vào nó cho nó khỏi bị spread ấy. Để bây giờ mình cho một ít cái đất mà đất cũ á vào đây để tụi nó. Để bây giờ mình cho một ít đất cũ vào đây này để tụi nó qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ để lá cây vào đây nhá, cho tụi dùng nó ăn. Tầng thứ ba này thì mình không để nhiều đâu, tầng thứ hai và tầng thứ ba không để nhiều thức ăn, chủ yếu để ở cái tầng đầu tiên thì cho nó tự mòn lên. Mọi người có thể lấy giấy báo ấy sẽ nhỏ ra xong cho vào đây được đó, nhưng mà hôm nay thì mình chưa để. Thường thường á mình lấy một bên, ví dụ lần này mình lấy bên trái thì lần sau mình sẽ lấy bên phải, tụi dùng này là khỏi bị stress. Trong đất này thì có trứng của dùng nhiều á, cho nên khi mà đem ra garden bed á thì nó sẽ dùng con nó sẽ ra nữa. Nhưng cái hơi như tụi này nó ăn nhanh lắm. Đây là tầng đầu tiên này, cho mình cho mọi người xem nhé. Đây,
luôn á. Đấy, cho nên lấy cái này mà bón cho cây á rất là tốt, khỏi phải xài phân hóa học gì hết á. Này, qua trời chùm nhỏ chùm to đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người xem cái cách thức mà mình hay lấy nước giun để mình tưới cây nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà mình hay lấy nước giun này. Thì cái này mà cái bơm pha này mình mua ở Bắc Ninh á, thì là có cái ống này để xả nước giun ở đường phía dưới ra luôn. Thì mình chỉ cần vặn cái ván này thôi. Đấy. Rồi mọi người thấy cái nước này không? Nước này nó càng đậm thì nó càng tốt nhá. Bình thường một cái số này đây á thì mình sẽ pha vào một cái thùng nước khoảng 200 lít á, để mình xách đi mình hoặc là bơm mình đem đi mình tưới mấy cái cây sau vườn. Đây mọi người thấy nước nó đậm không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm nước ở bên cái thùng còn lại nhá. Thì cái nước giun này á thì sau khi mình lấy được đá thì một hồi mình sẽ tưới vào đây cho nó giữ ẩm, rồi mấy hôm sau cỡ khoảng 2-3 hôm á thì mình lại vào mình lấy tiếp để tưới cây. Ok mọi người, lúc này thì mình đã chỉ cho mọi người cái cách mà lấy được nhé. Bây giờ lấy xong thì mình chỉ tưới sơ qua để nó giữ ẩm, vậy là để cho được mấy hôm sau á mà cỏ để mình lấy từ cây tiếp. Đấy, thế này cũng vậy. Mọi người chú ý không tưới nhiều nha, tại vì tưới nhiều nó bị úng, nó bị úng là giun là chết hết đấy. Đấy. Đây mọi người xem này. Đây là nước giun. Còn đây là đất phân giun. Vừa tới mà qua trời giun luôn. Đấy. Sử dụng hai cái này thôi là khỏi phân bón hóa học, khỏi gì đó mà cây nó lớn lên nhanh lắm. Đấy. Ok bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ra để xem mình bón cái này vào cây như thế nào nhá. Rồi đây là cái thùng mà nước từ hồ cá của mình là chạy vào đây. Xong rồi trong cái thùng này á thì mình có cái bơm để nó đi ra đường ống để mà mình bơm mình tưới mấy cái cây trong vườn mình. Thì thường thường mình lấy được nước giun rồi á thì mình sẽ đổ vào trong này. Đó. Cái thùng này thì 220 lít, thì một lần một cái số giun này á thì mình pha vào đây. Sau đấy mình đang đi tưới cây thì là rất là tốt, cây là lớn rất là nhanh mà mình chả cần phải xài phân hóa học cái gì đó. Đó, rồi mình đóng bao lại cho mọi người khỏi vào đây. Đây, đây là cái thùng nước bị kíp của mình đó. Ok, thì cái chậu này là chậu mập hương, đất là hơi tốt rồi cho nên mình sẽ bỏ một ít phân này vào. Thì cái phân này là phân đất tự nhiên mà, phân giun mà. Cho nên là mọi người có bón sạt góc sạt này thì cũng không sao vậy đó. Cho nó thêm chất cho cây để nó ra quả cho nó mau lớn. Qua trời giun luôn mọi người. Mình sẽ cho một ít đất lên trên mặt nữa là ok. Đấy. Rồi bây giờ
mình sẽ dẫn mọi người đi qua bỏ được cho cái cây mật đắng nhá. Đây, đây là cây mật đắng của mình, đất nó cũng tốt nhiều lắm. Mình sẽ phân chung vào. Mọi người mà bón cái phân giun này thì lâu lâu mọi người cho vào một ít dần dần như vậy nhá, chứ đừng có cho nhiều quá mất công là tôi hết chất. Lúc nào mà thấy đất nó xẹp á thì mình cho vào đấy, cây nó tốt. Lúc này thì mình cho phân giun vào trong cái chậu rồi, thì bây giờ á mình sẽ để một ít cái bã mía này lên trên mặt để cho nó giữ ẩm cho đất. Cái bà mía này á thì mình mua ở Costco, giá mà mình thấy nó cũng rẻ, nên cũng rất là tốt. Mình qua mình bỏ thêm cho cái tên mật hương này nữa. Đây, bây giờ mình để một ít cho mật hương này. Mặc dù tụi mình trồng cây trồng bằng chậu ít đất, nhưng mà nếu mà phân bón đầy đủ thì cây vẫn tốt, nó vẫn ra quả mọi người ạ. Cái này rất là thích hợp cho những người mà không có vườn trồng. Mình cái chậu nhỏ này nhưng mà mình trồng hai cây mộc hương ấy, nhưng mà nó ra vẫn tốt lắm. Đấy, như thế này là đất này dư ẩm tốt đấy. Đây là cách tụi mình chăm sóc cây ở nhà, không sử dụng phân hóa học hay là gì hết. Thì mình thấy cái phân giun này là rất là hiệu quả, cây rất là tốt, lên rất là nhanh. Thì mọi người thấy hay thì like và chia sẻ cho channel của mình nha. Xin cảm ơn mọi người nhiều. Nếu mọi người có ý kiến gì thì comment ở phía dưới cho mình biết thêm với nha. Xin chào mọi người.